và cái tập để chánh niệm trên các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi cũng là một cái cách để thu thúc các căn, thu thúc cái tâm nó đỡ năng sang đỡ hoạt động. Khi ấy sống quán thân trên nội tâm hay còn quán thân trên ngoại tâm, khi ấy sống quán thân trên cả nội và ngoại thân, hay khi ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, khi ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay khi ấy sống quán tánh sinh diệt ở trên thân. Là đi đứng nằm ngồi, những người mà có cái chánh niệm trên các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi ấy, thì cái vị đấy sẽ thấy rằng là cái thân thể của cái vị đấy nó sẽ có cái, nó có cái sự oai nghiêm, nó không có cái phóng túng ở đấy, đi rất là trang nghiêm tề chỉnh, chứ không có những cái cử chỉ, cũng có những cái cử động mà không có những cái cử động mà nó thô tháo. Những người mà không có cái sự niệm về thân ấy, thì cái thân hay có những cái cử động thô tháo, và có những cái tướng đi đứng nằm ngồi nó không trang nghiêm, không đẹp. Còn những người nào mà có cái sự niệm thân thì cái người đấy sẽ có được cái tướng đi đứng nằm ngồi rất là trang nghiêm và rất là đẹp. Ví dụ như là có những cái người khi đi thì nó tạo ra những cái tiếng động rất là lớn, và nó sẽ làm cho những cái người ở xung quanh cũng bị mất chánh niệm, tức là bản thân cái vị đó thật sự là mất, không có chánh niệm, cho nên là vị đó đi một cách cầu thả. Khi đứng cũng vậy, nếu mà một cái người mà không có chánh niệm trong khi đứng thì vị đó đứng như là một cái cây nó bị cong, không có trang nghiêm, nó nghiêng bên này, nó ngả bên kia. Khi nằm vậy, một cái người mà không có cái niệm mà về oai nghi khi nằm thì vị đó sẽ có cái tướng nằm rất là xấu, như là vị đó nằm sấp thì giống như là súc sinh, mấy con trâu con bò, nằm co ro thì như tôm tép, và vị đó có cái tướng nó xấu về uy nghi nằm khi ngồi. Vậy một cái người mà không có uy nghi ngồi thì vị đó ngồi rung đùi hoặc là rung thân hoặc rung chân hoặc là nó ngả bên này hoặc nó nghiêng bên kia. Thế là khi không có cái oai nghi thì nó giống như là một cái người nó rệt rã thiếu sức sống. Còn những người mà có uy nghi, có cái sự niệm về oai nghi thì cảm thấy cái người đấy nó giống như là một cái người trông rất là có hồn, từ cái đi nó quắc ra một cái nội tâm của một cái nội tâm có chánh niệm, cái đứng cái nằm cái ngồi cũng phát ra một cái nội tâm có chánh niệm như vậy, khiến cho người ta nhìn thấy người ta đã phải kính trọng, có uy thì đáng sợ, có nghi thì đáng kính. Một cái người người ta có uy quyền thì có thể khiến cho người khác phải nể sợ, giống như là một cái người mà nhìn thấy một cái vị vua bạo chúa thì nhìn thấy mà đã thấy vui. Đấy là cái người có uy khiến cho người ta sợ, còn cái người có nghi khiến cho người ta kính. Là cái người mà có cái oai nghi đi đứng nằm ngồi trang nghiêm quan thai để chỉnh thì người ta nhìn thấy người ta cảm mến, kính yêu. Đấy là cái cách về niệm về cái oai nghi thì Đức Phật rất là dạy rất là kỹ về những cái pháp nó thuộc về oai nghi, nhất là đối với người xuất gia thì Đức Phật dạy rất là kỹ về những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, bởi vì người xuất gia là một cái vị mô phạm, tức là một cái vị thầy thì cái vị đấy phải có những cái hành vi, những cái cử chỉ nó phải trang nghiêm chứ nó không được phóng túng như cái người khác. Và trong đó có cả cái pháp về niệm về cái oai nghi này. Và cái người mà niệm về cái oai nghi này thì cái người đấy tự động sẽ có cái sự thu thúc và có cái sự trang nghiêm để chỉnh. Còn thân đây bị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng được đến chánh trí chánh niệm, và bị ấy sống không ngưỡng nữa, không thuyết chấp được gì trên đời này các tỳ kheo.
thì cái ông sống như vậy là bán thân trên thân. Và cái pháp mà niệm về mai nghi này, nếu mà được tu tập ở một cái mức độ sâu sắc thì một cái vị đấy cũng có thể đạt được chánh trí, và vị đấy có thể chứng đắc được các đạo quả trong cái pháp thực hành niệm về mai nghi. Nó không những nó có thể làm cho cái vị đó trở nên trang nghiêm hơn, mà có cái pháp niệm về hoài nghi cũng có thể khiến cho vị đó phát triển được trí tuệ giác ngộ. Cho nên là cần phải cái pháp thực phát hành về niệm hoài nghi cũng rất là tốt. Tại sao phải tuệ trí hoài nghi đứng nằm ngồi này? Thì trong cái sự mà tu tập về cái hoài nghi đứng nằm ngồi này, nó sẽ có hai cái cách niệm dành cho hai hạng người. Một là những người sơ cơ mới tập tu thì cũng cần phải niệm hoài nghi, và một là những cái người đã tu rất là cao rồi, như là chứng đắc các cái pháp thiền chỉ thiền quán rồi, thì cũng có những cái pháp để tập về hoài nghi đứng nằm ngồi. Thì cái pháp thứ nhất là cái pháp rất là phổ thông dành cho những người mà sơ cơ mới bắt đầu tập tu, thì vì đó cũng phải tập về cái đi đứng nằm ngồi cho nó có chánh niệm và có cái sự tỉnh giác trên cái đi đứng nằm ngồi đấy. Người sơ cơ thì cái tâm có còn nhiều tán loạn, vị ấy cần tập trung tâm để nhận biết các cử chỉ ở trên thân ấy, thì nó cũng làm cho những cái vọng tưởng, những cái phiền não của các vị, của cái vị đấy được chế ngự, các cái triền cái này nó cũng bớt đi, tâm cũng được một phần là bình tĩnh. Khi tâm định tĩnh rồi, trí tuệ mới tuệ chi được các chân thật ở trên thân. Thì với những người sơ cơ ấy, thì vì đó thì khi đi thì biết mình đang đi, khi đứng thì biết đang đứng, khi nằm thì biết đang nằm, khi ngồi thì biết đang ngồi. Tuệ chi như vậy, quan sát như vậy để cho cái tâm này nó khỏi phóng tâm, tức là nó khỏi suy nghĩ sang những cái hành động, những cái cử chỉ khác. Nhưng mà cái pháp tu này nó chỉ có một cái tác dụng là có cái chánh niệm ở cái mức độ rất là thấp thôi, chứ nó chưa phải là đạt được cái chánh niệm cao. Để cho cái vị này có được cái sự trang nghiêm tề chỉnh trong các cái hành động đi đứng nằm ngồi, chứ cái mức độ mà niệm về oai nghi đi đứng nằm ngồi này chỉ đơn thuần như vậy thì nó chưa đạt được đến chánh trí, mà nó chưa đạt được trí tuệ giác ngộ. Vậy thì một cái hành giả muốn đạt được cái trí tuệ giác ngộ thì cái vị đấy cần phải khi đi thì vị đấy cần phải thấy không có cái ta đang đi, không có cái ta đang đi, cái hai dành cho người đã đắc định. Ví dụ vị ấy phải thực hành thiền tuệ trong cái lúc đi đứng nằm ngồi. Thì cái cách thứ hai này mới thật sự là phát triển được trí tuệ rất là sâu. Ví dụ thì ấy tuệ chi khi tâm khởi lên những ý định muốn bước đi, thì nó chỉ khởi các cái sắc pháp do tâm sinh, gồm có đất nước lửa gió hồng một cái tướng chất và các một cái điều kiện của tâm. Tức là với một cái người mà phát triển được trí tuệ rồi thì khi đi vị ấy sẽ thấy các cái sắc pháp nó đi, thì nó có hai loại sắc, nó có một cái sắc đi và một cái sắc bị mang đi. Thì cái sắc đi ở đây thì đặc biệt là nó có cái tính gió, cái sắc pháp ở tâm. Ví dụ như là bây giờ tự nhiên mình không có khởi lên cái bước đi, tự nhiên cái thân của mình nó không biết đi, mà cái nó đi đấy là nó cái tâm của mình nó khởi lên cái ý muốn đi. Thì cái tâm nó khởi lên cái ý muốn đi đấy, sau đó thì nó mới tạo ra một cái loại sắc do tâm sinh. Cái sắc do tâm sinh đấy nó có phong đại rất là nổi trội, và nó thì cái phong đại đấy nó mới đưa đẩy thân của mình đi. Thì trên cái tâm thể này nó sẽ mang trở những cái sắc khác, những cái sắc mà nó không biết đi, nó sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm, sắc thời tiết, sắc vật thực sinh khác, nó đi cùng ở trên cái thân này.
vậy là nó có cái sắc đi và có cái sắc bị mang đi, thì vị ấy tuệ chi. Thân biểu chi là sắc có nhiệm vụ mang đi, có cả sắc do nghiệp sinh, sắc giao tâm thời tiết và vật thực sinh khác là sắc bị mang đi. Khi ấy vậy thì vị ấy tuệ chi các sắc đi, các cái sắc nó đi chứ không bị cái tưởng chi rằng đó là có một người đang đi. Thì cái người mà thấy được những cái pháp tứ đại nó đang đi như vậy thì vị ấy đi, đi ở trong chánh niệm, đi ở trong chánh trí, cho nên là vị ấy luôn luôn sống với trí tuệ và không bị sống với cái tưởng. Thì cái vị đấy sẽ đạt được cái chánh trí. Khi đi đứng nằm ngồi thì cũng thấy các cái sắc nó đi đứng nằm ngồi. Thì lúc nào ví dụ như là một cái vị mà có trí tuệ thì vị ấy sẽ thấy mình chỉ là sắc, thấy người khác đi đứng nằm ngồi cũng chỉ là cái sắc nó đang đi đứng nằm ngồi, những cái người đang cúng dường này cũng là sắc đang cúng dường, những người nhận cái sự cúng dường cũng là các cái sắc pháp nhận sự cúng dường, và những cái vật cúng dường cũng là sắc pháp. Thế thì ở đấy là cái cách mà tuệ chi, tuệ chi tức là thực hành được thiền tuệ trong cả cái lúc đi đứng nằm ngồi, cho nên là cái trí tuệ của vị đấy lúc nào nó cũng hiện hữu và vị ấy thoát ra khỏi cái tưởng rằng là có một cái chúng sinh đang đi, có một cái chúng sinh đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Vì tuệ chi các sắc trong mình, các hoài nghi đi đứng nằm ngồi như vậy gọi là quán thân trên bộ thân. Vì ấy quan sát được cả thân mình, gọi là quán thân trên nội thân. Vì ấy quan sát được cả cái bên ngoài của quán thân trên ngoại thân. Khi tuệ chi xem kẽ lúc bên trong thì lúc thì bên ngoài, đó là quán thân trên cả nội thân và ngoại thân. Cái người mà quan sát được cái đi đứng nằm ngồi như vậy thì cái vị đấy sẽ diệt trừ được cái tham ái. Ví dụ như là có những cái người để tham ái với tướng đi đứng nằm ngồi, ví dụ cái tướng đi đứng nằm ngồi nó đẹp quá thì cũng sinh ra tham ái, cái tướng đi đứng nằm ngồi nó xấu quá thì sinh ra cái tâm chán ghét. Còn nếu như một cái người mà tuệ chi được là đi chỉ là các thân sắc đang đi, đứng nằm ngồi cũng chỉ là các cái sắc pháp nó đang đứng nằm ngồi, thì cái người đấy sẽ diệt trừ được cả hai tâm ưa thích và chán ghét. Vậy thì nó sẽ giữ được cái tâm thản nhiên, cái tâm xả. Nó thấy ai đẹp nó không yêu, thấy ai ghét nó, ai xấu cũng không ghét. Đấy là ở cái mức mà có trí tuệ thì nó sẽ luôn luôn có cái sự xả như vậy, cái tâm xả nó sẽ cao. Còn nếu mà một cái người mà đang sống với cái tưởng, tức là vị đó sống với cái tưởng thì đó còn thấy là có ta, có người, thì vị đó cũng luôn là có cái đẹp, có cái xấu. Thì từ cái mà vị đó có cái tưởng về ta, tưởng về người, thì vị đó sẽ yêu cái đẹp, sẽ ghét cái xấu, cho nên nó vẫn có phiền não. Vì vậy những cái pháp này mà thuộc về những cái pháp tương đối, nó không đi được đến giải thoát. Bởi vì nó vẫn còn có cái sự so sánh, vẫn còn có cái sự phân biệt, vẫn còn có cái sự yêu ghét. Còn chỉ có cái pháp này nó thuộc về cái pháp tuyệt đối. Một cái người mà tu tập phát triển một cái trí tuệ để thấy được những cái pháp chân đế rất là sâu sắc, vì đã đạt được cái pháp tuyệt đối, thì mới xa lìa được cả những cái khía cạnh đẹp xấu, yêu ghét. Thì vị đấy sẽ sống tự tại và vị đấy sẽ đạt đến cái sự giải thoát. Đức Phật và tăng đoàn trong cái lúc đi đứng nằm ngồi rất là trang nghiêm, nhìn vị nào cũng thẳng tăm tắp, thẳng từ đầu đến chân, không cả một cái tăng đoàn rất là đông như vậy, nhưng mà không thấy ai là cái người nô đùa, không ai là cái người cười đùa nhỡn cực, bởi vì là tất cả mọi người có cái chánh niệm rất là tốt, chánh niệm rất là sâu. Lúc nào vì đó chánh niệm về có người thì niệm thân, người niệm thọ, người niệm tâm, người niệm pháp, và cái tâm lúc nào cũng an trú ở trong chánh niệm như vậy.
Vậy thì cái tâm của một người luôn luôn an trú ở trong chánh niệm như vậy thì cái tâm đấy sẽ không phóng dật, cái tâm đấy sẽ không có cái sự phóng dật, cho nên là trong một cái người đấy sẽ rất là uy nghiêm tề chỉnh. Thì còn trong tâm mà có cái chánh niệm, có một cái chánh niệm, tức là mình đang thực hành tưởng niệm một cái pháp chân chánh nào đấy, thì toàn thân thì đấy cũng đã toát lên một cái sự uy nghiêm, một cái sự uy nghiêm, một cái sự tỉnh trệ, một cái sự nó rất là nghiêm túc, trong đã trong nó không rất là khác thường, thì nó không như là những cái người mà sống không có chánh niệm, sống không có chánh niệm thì trong giống như là một cái người mà không có hồn, còn cái người mà có chánh niệm thì lúc nào cũng là một cái người có một cái nội tâm rất là mạnh mẽ, cho nên là nó cái nội tâm này nó cũng có thể thoát ra ở trên các toàn thân. Thì ấy tuệ chi, các cái nhân duyên sinh lên các cái sắc trong lúc đi đứng nằm ngồi là tuệ chi được tính sinh khởi trên thân. Trong cái lúc bị đi đứng nằm ngồi thì nó cũng có thể quán được cả những cái pháp về nhân duyên sinh ra cái sắc thân này. Vì ấy có thể tuệ chi được cả cái tính diệt đi của cái sắc thân này. Trong cái lúc đi đứng nằm ngồi thì đấy cũng quán được cái sân cái thân này tại sao mà nó sinh ra ở trên đời này. Một cái người đấy có chánh niệm tỉnh giác và có cái trí tuệ thâm sâu thì ấy cũng quán được khi đi thì nó không phải là ta đi mà đất nước nửa đó tứ đại ấy nó đi. Tức là cái thân tứ đại này nó đi, khi đứng là thân tứ đại nó đứng, khi nằm là thân tứ đại nó nằm, khi ngồi là thân tứ đại nó ngồi. Vì đấy không những quán được như thế, vì đấy còn quán được là các nhân nào nó sinh ra cái thân tứ đại, vì đó còn quán được cả những cái nghiệp ở quá khứ, những cái nhân ở quá khứ và những nhân ở hiện tại, có những cái sắc do nghiệp sinh, có sắc do tâm sinh, có những cái sắc do khởi tiếp sinh, có những cái sắc do vật khởi nó sinh ra cái thân tứ đại này. Đấy là quan sát cái tính sinh khởi ở trên thân, thì đấy biết được cái thân tứ đại nó sinh khởi như thế nào, quan sát được cả cái tính diệt tận ở trên thân, thì biết được là cái gì nó sinh lên nó cũng phải diệt đi, cái thân này nó sinh lên cũng phải diệt đi. Như hàng ngày mình thấy cái tóc của mình nó mọc lên rồi sau đó là nó cũng phải diệt đi, nó móng răng ra thì gân xương tùy tận của mình vậy. Cả những cái gì nó thuộc về thân tứ đại của mình ấy, không có cái gì nó tồn tại cả, vì nó có cả cái nhân duyên nó diệt đi. Khi nào nghiệp hết thì cái thân này nó sẽ diệt đi. Khi nào mà cái tâm của mình thay đổi thì cái sắc thân của mình nó cũng thay đổi. Khi nào thời tiết thay đổi thì cái sắc thân này nó sẽ thay đổi. Khi nào vật thực thay đổi thì sắc thân này nó cũng thay đổi. Cái thân này nó cũng nó có cái nhân duyên như vậy, nó có nhân có duyên nó sinh lên, có nhân có duyên nó diệt đi. Để mình quán được cả trong lúc đi đứng nằm ngồi, quán được cả cái tứ đại như thế, và các cái nhân sinh lên và diệt đi của tứ đại như thế. Thì đấy là quán cái tính diệt tận ở trên thân, thì ấy quán tính sinh diệt ở trên thân tuệ chi. Ví dụ vì đấy tuệ chi cái thân này nó sinh lên phải nó diệt đi thì ấy hiểu ngay ra rằng là nó có cái sự vô thường. Vậy thì cái thân này nó không có trường tồn mãi, cho nên nó là vô thường. Vì nó thấy là không có ai là sống mãi, rồi sẽ phải chết đi. Không phải là vì đấy có nhìn thấy chờ đến lúc người ta chết đi mới thấy được cái vô thường, mà thấy cái chết ngay ở trong cái sống này, nên là vì đó mới gọi là thấy được cái tính vô thường. Thế một người nói là chỉ khi nào sinh ra là sinh, chết đi mới là chết, sinh ra và chết đi mới gọi là vô thường, thì vì đấy chưa phải là người tuệ chi được vô thường. Tuệ chi được vô thường là vì nó phải tuệ chi được cái sinh ra và chết đi ngay ở trong cái thân còn sống. Cái thân còn sống có đâu, không phải là lúc nào nó cũng sống, mà nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn có những cái sắc nó sinh ra rồi nó lại diệt đi, rồi lại có một cái sắc khác nó sinh ra rồi lại diệt đi. Cái sắc thân của mình nó cứ trao đổi như vậy, nó liên tục như vậy, nó sinh diệt liên tục như vậy. Khi mình đi thì lúc đấy nó là một cái sắc thân khác,
Khi mình đứng lúc đấy nó là một sắc thân khác rồi. Cái sắc thân trước kia nó đã sinh lên và nó diệt đi rồi. Khi mình nằm nó là một sắc thân khác, khi mình ngồi là một cái sắc thân khác. Vậy thì cái thân mình hôm qua không phải là cái thân hôm nay. Cái thân hôm nay không phải là cái thân của ngày mai. Vậy thì cho nên là nó là hôm qua tôi làm cái này, hôm nay tôi làm cái này, ngày mai tôi làm cái này. Đấy là còn có cái chấp về tôi. Và những người có trí tuệ sẽ thấy được là hôm qua cái tôi hôm qua nó đã sinh lên và nó đã chết đi rồi. Cái tôi hôm nay nó sinh lên và nó cũng đã chết đi rồi. Cái tôi ngày mai nó sinh lên nó cũng chết đi rồi. Đến ở trong cái sự quán chiếu về trí tuệ sẽ thấy cái chết ở trong cái sống như vậy là cái người ngộ được cái tính vô thường. Trong cái vô thường đấy thì nó sẽ có cái khổ, bởi vì là nó cứ sinh diệt liên tục như vậy, nó đâu có tồn tại mãi được đâu, cho nên là mình thấy nó là khổ. Trong cái khổ ấy nó có cái vô ngã, thế thì cái người đấy mới thấy được là không phải là ta. Hôm qua không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Hôm nay cái thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Ngày mai cái thân này không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta. Quá khứ, hiện tại và tương lai nó cũng đều vô ngã như vậy. Thì cái trí tuệ nó sẽ ngộ ra được những cái tính như vậy, tính về vô thường của vô ngã. Cái đấy gọi là quán về cái tính sinh và tính diệt ở trên thân. Quán tính sinh diệt ở trên thân. Thực hành như vậy là vị ấy ăn chung chánh niệm, luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác. Vị ấy tỉnh giác ở cái mức độ sơ cơ, đó là khi đi đứng nằm ngồi vị ấy biết ta đi đứng nằm ngồi. Ở cái mức độ mà tuệ, ở cái mức độ mà có trí tuệ còn thấp thì vị ấy biết là đi đứng nằm ngồi là thân tứ đa, đất nước lửa gió nó đi đứng nằm ngồi. Ở cái mức độ cao hơn nữa thì vị ấy biết được rằng là các cái nhân nó sinh ra cái thân tứ đa này. Nó luôn luôn sinh lên, rồi là luôn luôn diệt đi, rồi là ở cái mức độ nữa là vị ấy thấy được cái tính vô thường, cái tính khổ, cái tính vô ngã của nó, cái tính không tồn tại lâu dài, cái tính khổ đau và cái tính giả tạo của cái thân tứ đại này. Đấy là một cái mạng quán về trí tuệ. Do quán như vậy thì chánh trí của vị ấy luôn luôn được duy trì. Vị ấy chánh niệm như thế, vị ấy có hy vọng đạt được chánh trí. Chánh trí là trí tuệ thể nhập được là sự thật, là thánh đạo, là thánh quả giải thoát và niết bàn. Do đạt được chánh trí nên vị ấy trừ diệt được vô minh tham ái chấp thủ với thân. Do tuệ chi được mọi thứ trên đời đều là vô thường của vô ngã, nên vị ấy sống không lượng lượng và không chấp trước được vật gì ở trên đời. Cũng tương tự như thế, vị tỳ kheo khi này nữa này các tỳ kheo khi bước tới khi bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo mặc áo cũng biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nhai biết rõ việc mình đang làm, khi đi đại tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đứng nằm ngồi biết rõ việc mình đang làm. Như vậy thì hãy sống quán thân trên nội thân, hãy sống quán thân trên ngoại thân, hãy sống quán thân trên cả nội và ngoại thân. Vì hãy sống quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận ở trên thân, quán tánh sanh và diệt ở trên thân. Có thân đây thì hãy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng được đến chánh trí chánh niệm, và vì hãy sống không hư tượng, không chấp trước vật gì ở đời. Này các thí theo như vậy là bị chỉ chéo sống quán thân trên thân. Thì ở cái mức độ này là vì hãy còn chia sẻ cái thân ra ở cái mức độ mà nó chi tiết hơn, là đi đứng nằm ngồi. Ở cái mức độ chi tiết hơn là bây giờ vị ấy có thể quán được là khi bước tới bước lui cũng biết đó. Tức là có những người lúc đầu thì quán đi đứng nằm ngồi để cho nó quen đi, sau đó thì mình sẽ quán là bắt đầu từ cái bước tới bước lui này. Ví dụ như là khi bước này thì nó khởi lên cái ý định bước này, là cái chân này nó bước này, có một cái bàn chân nó đưa về phía trước này, chân nó chạm xuống đất này. Đấy, rồi một cái chân này sau nó lại nhấc lên để nó đưa đi, nó chạm xuống đất. Đấy là vị đó đang tỉnh giác chánh niệm trên các cái quay nghi ở trên thân. Nhưng mà một cái vị mà có trí tuệ sâu hơn thì vị đó lại thấy được là
có cái tứ đại này nó nhấc lên, nó đưa đi, nó đạp xuống. Một cái thân cái tứ đại nó nhấc chân lên, nó đưa đi, nó đạp xuống, thì đấy quán là tứ đại. Hoặc là trong cái lúc mà nhấc chân lên, đưa chân đi và đạp chân xuống, thì đấy vẫn thấy được tính sinh khởi của các cái hạt sắc trên thân, tính đoạn diệt, tính sinh khởi và đoạn diệt. Ví dụ vị ấy quán là khi nhấc chân lên và cái khi đưa chân đi và khi chạm chân xuống, ba cái động tác đấy nó đã không phải là một thân nữa. Cái thân mà nhấc chân lên khác, nó sinh lên nó diệt đi, rồi cái thân đưa chân đi nó khác, nó sinh lên nó diệt đi, rồi cái sắc thân mà chạm chân xuống nó sinh lên nó diệt đi. Tức là trong cái sự sinh diệt ở trên cái sắc thân này nó nhanh như vậy. Một bước chân của mình nó đã sinh diệt bao nhiêu lần này? Tức là mình đã chết đi và sống lại bao nhiêu lần này? Thế thì cái thân của mình nhìn bằng con mắt này thì mình không thấy được cái tính sinh diệt của nó. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng cái trí tuệ thì mình sẽ thấy được cái tính sinh lên và diệt đi nó rất nhanh như vậy. Nhấc chân lên một cái, rồi nó đã sinh diệt rồi, chết rồi. Đưa chân đi một cái thì nó lại là một cái sắc khác, nó sinh lên và nó diệt đi. Đạp chân xuống nó đã là một cái sắc khác, nó sinh lên và diệt đi rồi. Đấy thì bị ấy quán như vậy thì cái trí tuệ nó lại còn sâu hơn, nó lại còn sắc bén hơn và nhanh nhạy hơn nữa. Vì bị ấy quán thân trên nội thân, thân trên ngoại thân, quán thân trên cả nội ngoại thân. Tức là bản thân mình cũng vậy, người ngoài kia cũng vậy, phải quán xen kẽ bên trong bên ngoài như vậy. Cho nên là vị ấy sẽ chánh trí chánh niệm như vậy thì với hy vọng là hướng đến chánh trí chánh niệm. Quan sát như vậy thì hướng đến chỉ vị ấy hy vọng sẽ đạt được vị trí tuệ giác ngộ, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời, không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời là bởi vì làm sao? Là bởi vì ở trên đời nó có cái gì nó tồn tại mãi đâu, cái gì nó cũng sinh nó diệt như thế. Nếu như bây giờ mình một cái người nào đó mà mắc một cái căn bệnh, biết rằng mình tôi bị bệnh ung thư, và biết rằng cái mạng sống của mình sẽ chỉ còn lại trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, ai đó báo cho mình biết rằng chỉ còn sống được 3 ngày nữa thôi, thì lúc đấy mình còn đi còn muốn đi tìm kiếm cái gì đó, lúc đấy còn muốn còn mọi thứ trên đời còn có ý nghĩa gì nữa. Đấy thì khi mà một cái người mà mình thấy được cái tính sinh diệt như thế thì mình mới thấy là mọi thứ trên đời này là vô nghĩa. Cho nên có cái gì là đáng để cho mình nương tựa không, đáng để cho mình chấp trước? Vậy là một cái người sống không nương tựa, không chấp trước, thì một cái người có trí tuệ, vì đấy không phải là thấy 3 ngày nữa mình mới chết, mà vì đấy thấy luôn luôn cái tính sinh diệt luôn luôn hiện hữu trong một cái hơi thở đi vào và một hơi thở đi ra, thì nó đã sinh lên và diệt đi rất nhiều lần rồi. Cái sắc thân nó đã sinh lên diệt đi rất là, mỗi một cái mũi co cúi ngước của mình thì cái sắc thân của mình nó đã sinh lên và diệt đi rất nhiều lần rồi. Vậy vì vậy cho nên là vì ấy mới thấy được cái tính vô thường nó rất là mạnh mẽ, và vì ấy mới không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Thì bên trong mình và bên ngoài và mọi thứ trên đời nó đều như thế cả, cho nên là vì ấy không có tham ái, không có chấp thủ, bởi vì vị đấy không có vô minh, trí tuệ của vị đó biết được sự thật của tất cả mọi thứ ở trên đời, nên là không nương tựa, không chấp trước vật gì ở đời cả. Biết rõ biết người việc tới mình tham gia, cái lưỡi co cúi bước này cũng giống như là đi đứng nằm ngồi, nhưng mà được chia sẻ ở mức độ thấp hơn. Thì ấy tuệ chi các sắc thân là các sắc pháp khi nhấc chân lên, tuệ chi khi sắc đưa chân đi về phía trước, tuệ chi sắc khi chạm chân xuống đất. Nhấc lên là sắc đã sinh lên và diệt đi, đưa chân về phía trước là sắc đã sinh lên và diệt đi, chạm chân xuống là sắc đã sinh lên và diệt đi. Vì vậy cái sắc nhấc lên không phải là sắc đưa chân về phía trước, sắc đưa chân về phía trước không phải là sắc chạm chân xuống đất. Thì tất cả các ý oai nghi khác cũng như thế. Thì vì đó thấy được cái tính vô thường, sinh diệt nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng như vậy, cho nên là cái trí tuệ tỉnh giác của mình đấy sẽ rất là cao. Đi đứng trong ngồi thiền.
thế. Dù trong một cái hội chúng rất là đông nhưng mà vẫn rất là trang nghiêm, vẫn rất là chỉnh tề, đi đứng nằm ngồi vẫn có cái sự thu thúc, không có cái sự phóng dật phóng túng ở trong đấy. Thì đấy là các cái vị tỷ kheo là cái việc rèn luyện về cái oai nghi này là rất là quan trọng. Với các đã làm một người đệ tập tứ cũng vậy, cái rèn luyện về oai nghi đứng nằm ngồi này là luôn luôn phải có trải nghiệm tỉnh ra như vậy. Thì đương nhiên mình sẽ thấy là mình có cái sự thu thúc thân tâm, thúc niệm thân tâm, là mình không có phóng dật phóng túng. Bởi vì lúc nào mình cũng có cái tâm tỉnh giác chánh niệm thì đi đứng nằm ngồi đều như có như vậy. Nhưng có cái câu chuyện thiền ở bên Trung Quốc, có một cái vị thầy và vị có rất nhiều đệ tử giỏi, và có một ông đệ tử này đã từng học với vị thầy đấy rất lâu năm rồi, có thể là đã nhiều năm tháng và đã rất là tự tin cho rằng mình đã giỏi, và vị đấy muốn đi ra tu lập, tức là muốn đi ra làm thầy để tế độ chúng sinh. Thế là vị này mới đi vào trong thất của thầy chào thầy, là thưa thầy muốn vào bái biệt thầy để lên đường hoằng pháp độ sinh. Thế là cái vị thầy hỏi khi ông vào thất thì ông bước chân phải vào trước hay chân trái vào trước. Nhưng là vị đệ tử này mà không biết, nó không còn nhớ. Thế bảo thế thì chưa đi độ sinh được, chưa hoằng pháp độ sinh được, quay về tu tiếp. Này quay về tu 3 năm sau, cái nàng đến chào thầy, cho thầy vào bái biệt thầy đi hoằng pháp độ sinh. Cái thầy hỏi thế vào đây chân trái vào trước hay là chân phải bước chân vào trước, lại quên mất nhớ gì nữa, lại về tu thêm 3 năm nữa. Cái làm như vậy 3 lần liền, đến lần thứ 3 này mới nhớ đấy. Thế cái chánh niệm tỉnh giác như thế, nên bằng có một cái việc nhỏ như thế, mỗi một cái chánh niệm trên cái oai nghi, trên một cái bước chân còn chưa làm được, nói thì chuyện là đi hoàn pháp độ sinh, còn phóng túng phóng dật như vậy thì đi ra ngoài nó sẽ nhiễm trần. Bởi vì khi đi ra ngoài một cái người mà không có cái chánh niệm tỉnh giác thì nhìn thấy cảnh gì đẹp là cứ thế là bị thu hút, bị hấp dẫn bởi cái cảnh đẹp đấy. Nghe thấy âm thanh nào hay bị hấp dẫn bởi cái âm thanh. Thì những người không có chánh niệm tỉnh giác như thế là sẽ luôn luôn bị cái cảnh trần ở bên ngoài nó lôi cuốn, và cái vị đấy sẽ mất hết những cái năng lực. Vì vậy cho nên là cần phải chánh niệm tỉnh giác. Cho nên là nhất là ở các cái nước bây giờ mà các vị tỷ kheo còn phải đi khất thực, trong cái lúc mà đi khất thực là vì nó không được nhìn ngang nhìn ngửa, không được nhìn những cái cảnh nhiều bên ngoài, mà lúc nào cũng phải thu thúc ở trên thân, thu thúc chánh niệm trên từng bước chân đi, từng bước chân đi. Nên là một cái tăng đoàn các vị đi khất thực còn người ngó nghiêng thế này là chưa chánh niệm, phải nhìn xuống đất này. Thì cái nơi này các tỷ kheo quan sát thân này từ bàn chân lên cho đến đỉnh tóc, toàn thân phải bọc bởi da chứa đựng những thứ bất tịnh sai biệt trong thân. Đây là tóc lông móng răng da thịt cơ xương tủy thận tim gan lá lách quanh cái mô lá lách cội vật là nguồn đau từ tâm não mật là mùi máu mồ hôi mỡ mỡ nước nước mắt nước miếng nước cơ xương nước tiểu. Cái phần này là bắt đầu quán về 32 thể trưởng, 32 thân phận. Thế ở cái vị có thể tu tập theo một cái pháp môn là niệm oai nghi cũng được, hoặc là một cái vị có thể tu tập một cái pháp môn đó là niệm về cả cái thân này là quế trưởng, niệm về cái quế trưởng của cái thân này, thấy rõ là cái tính quế trưởng, hay là thấy rõ ra, hay là vì nó mổ xẻ cái thân này để thấy rằng cái thân này không phải là cái thân, mà nó chỉ là một cái giống như một cái cỗ máy được nét nắp ghép lại từ những cái bộ phận lại với nhau. Và cái người mà thực hành cái pháp quán 32 thể trưởng giống như là một cái người tháo rời tất cả các cái bộ phận của một cái cỗ máy thân này ra, để vì đó chiêm nghiệm xem cái thân này nó như thế nào. Vì ấy sẽ có những cái sự kinh cảm, vì ấy sẽ có những sự đáng ngạc nhiên
giống như là một cái cỗ xe mà nhìn nó đẹp, nhưng bây giờ mình sẽ tháo rời từng cái bộ phận nó ra, mình sẽ thấy nó khác với những cái gì mình tưởng về nó. Thì cái thân này nó cũng thế. Đây là một cái bài, một cái cách tu tập, nó là quán để thấy các cái sự thật về thân này. Tiếp theo, như một cái bao đồ hay một cái đầu trống đựng đầy các cái hộp gạo có lúa đậu xanh đậu mè đã xay, có người có mắt đổ các cái hộp đấy ra và quan sát, đây là hộp gạo, đây là hộp lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là hạt mè, đây là hộp lúa đã xay rồi. Cũng vậy này các vị kheo, thì kheo quan sát thân này từ bàn chân lên đến đỉnh cong, bao bọc bởi da và chứa đầy những cái vật bất tinh sai biệt trong thân này, từ tóc cho đến nước tiểu. Đấy là một cái người sẽ quan sát cái thân này. Ví dụ từ trước đến giờ, ví dụ bây giờ một cái người có cái tên là gì, ví dụ như là một cái người, có một người khác hỏi là này bạn, bạn tên là gì, thì lúc ấy mình nói tên là mình ra nhé, ví dụ như là tôi tên là Nam. Thế là cái người kia hỏi Nam ở đâu, trong cái thân của bạn cái gì là Nam, tóc của bạn là Nam à? Không, tóc không phải là Nam. Đông hay móng hay răng hay da hay thịt hay gân xương thủy thận, tìm hết cả tất cả những cái phần đấy ra, không thấy có cái gì là Nam cả. Vậy tại sao người ta lại gọi bạn là Nam? Và bây giờ cái tên của mình ấy, tên của mình là gì? Bây giờ hãy tìm cái tên ấy nó ở đâu trên cái thân này. Có tìm được không? Mình có tìm được cái tên của mình trên cái thân mình không? Vậy tại sao khi mà người ta gọi tên mình cứ ơi, mình cứ ra, cứ bấm? Thì tất cả đấy là cái người sống với một cái pháp hoặc là một cái pháp tục đế, một cái pháp chế định ở thế gian. Thế gian chế định ra như thế, nhưng thật sự ra nó không phải là như thế. Vậy thì một cái người có trí tuệ thấy ra được cái thật trong cái không thật này. Mình muốn thấy là cái thật thật trong cái dạng này nhá. Ví dụ bây giờ nhìn cái tóc của mình có đẹp không? Bây giờ tóc bây giờ một người mình có 32 cái phần ở trên thân, từ tóc cho đến nước tiểu, tóc lông móng răng da thịt gân xương thủy thận thì gan là hạnh phúc của bạn. Từ trước đến giờ mình nghĩ rằng là tất cả những cái đấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Tóc là của tôi, cho từ cái tóc cho đến nước tiểu, tất cả những cái đấy mình nói đây là cái thân tôi, đây là tấm thân tôi, thân này rất là quý báu, rất là thanh tịnh, rất là đáng yêu chiều, cho nên là mình sống mình rất là cưng chiều cái thân này. Nhưng mà sự thật thì ví dụ cái tóc của mình sẽ dùng rất nhiều cái chất liệu để làm cho nó bóng mượt như tơ. Dùng sân sim phục kết hay là dùng tất cả các cái loại mỹ phẩm khác thì để làm cái gì, để che cái bẩn của nó đi, phải không, để mà che cái xấu của nó đi, đi nhuộm tóc để mà che cái tóc của nó, để làm cho cái tóc mình nó đen ra, để che cái tóc bạc đi, mình làm các cái kiểu tóc cho nó thật là đẹp để mà che cái xấu đi, mình làm cho cái tóc nó thật là thơm để nó che cái hôi hắm đi. Cứ thật sự là cái tóc của mình nó thơm hay nó hôi, nó rất là hôi. Thì bây giờ cái người mà thực hành cái pháp quán này mình phải thấy là tóc là bất tinh, tóc là bất tinh. Thì cái tóc hay là một cái người nói tóc tôi đẹp lắm này, tóc tôi óng mượt này, thì cái người nói là tóc óng mượt đúng hay là cái người nói là tóc tôi bất tinh là người đúng? Thật ra cái tóc bản chất thật sự của nó là bất tinh, cho nên là bây giờ mình phải thấy rõ tính bất tinh trong cái tóc này. Vậy đấy là quán về tóc bất tinh, tóc bất tinh, tóc bất tinh. Bây giờ mỗi khi mình chải đầu là mình phải quán tóc này bất tinh, tóc này bất tinh, tóc này bất tinh. Bất tinh có nghĩa là không sạch sẽ nhá, như bẩn, tóc này là bẩn bẩn bẩn, tóc bẩn thỉu. Đấy là cái người đấy, đấy là người có trí tuệ nhá, còn mình cứ vuốt ve tóc rồi tóc đẹp. Đấy là mê ha, mê, giữa mê và ngộ là thế. Giữa một cái người thức tỉnh và một cái người si mê là thế. Thức tỉnh là thấy rõ bản chất, thấy rõ sự thật của nó. Si mê là thấy sai về nó.
thấy cái hình dáng giả tạo của nó mà biết tưởng là thật. Nên nầm thức tình khác nhau, nâm rồi. Nông nó khắp trên toàn thân nhé, hay cho chỗ nào có những cái nông tơ này. Nông là bất tịnh, nông là bất tịnh. Thế là cái người có tham ái về tóc thì quán tóc bất tịnh, có người tham ái về nông thì quán nông bất tịnh. Tham ái ví dụ nhất là đàn ông thì hay để râu dài đấy. Người ta dùng cái đấy để trang trí. Có cái người thì tham ái về nông đi, nông phải râu ria này, cứ để cho nó thật dài ra này, để trông cho nó đẹp não. Thì bây giờ vì đó phải quán là nông bất tịnh, nông bất tịnh, nông bất tịnh. Vì đó sẽ thấy nông bất tịnh, móng bất tịnh, móng bất tịnh. Cái móng á, người ta thường hay tham ái với cái móng chân, móng tay á. Người ta đi đánh son này, người ta đánh phân, bôi son làm đi làm neo để tạo dáng cho cái móng nó đẹp, móng măng. Thì càng làm như thế thì càng mê, càng mê, càng say, càng đắm, càng nhiễm. Càng ái, càng cố, càng nhịp, càng độ, càng chấp thủ, càng dính mắc. Và càng khổ đau, càng phiền não nhiều. Còn những người giờ mình thấy luôn cái bản chất sự thật của nó đi, khỏi phải tham ái đắm nhiễm nữa. Biết luôn là móng là bẩn, móng là hôi thối, móng là bất tịnh, móng là bất tịnh. Đã có ai bị thối móng nhỉ? Thối móng chân chưa? Thối móng tay không? Thì cái cáu gợm mà nó vào trong móng ấy, nó cũng bẩn mà. Mình bây giờ mình phải quán những cái bẩn thỉu ở trong móng chân, móng tay, trong đấy nó nhiều vi khuẩn lắm. Toàn những cái vi khuẩn nguy hiểm ấy. Đấy, bốc thức ăn vào dễ nhiễm bệnh. Thế thì giờ mình quán như thế để biết là cái móng này là bất tịnh, móng này là bất tịnh. Quán từ chân móng cho đến đầu móng, từ đầu móng, từ chân móng, từ mặt bên trong đến mặt bên ngoài. Thì mình sẽ thấy cái móng này rất là bất tịnh. Mình không tin thì lúc nào móng nó dài dài, mình lấy cái bấm móng, mình bấm nó ra, đặt lên bàn tay, mình nhìn, quán xem nó có đẹp hay không. Răng bất tịnh, răng bất tịnh. Thường thường thì người ta có tham ái với răng cũng nhiều, người ta hay đi trồng cái răng để cho nó đẹp đấy. Ai có cái răng phải một tí này nhổ đi, trồng cái răng đẹp vào để ngắm cho nó tưởng là nó đẹp. Nhưng mà thực ra cái răng nó xấu, răng nó bẩn lắm. Cái răng này nếu mà một lúc nào đó một cái người chết đi bốc mộ thì mình sẽ thấy cái ấn tượng nhất là cái gì? Cái ấn tượng nhất đấy là cái hàm răng nó dính vào xương hàm, thế này xương xương sọ, gọi là chết nghe răng này. Thế thì bình thường ấy thì người ta cứ khen này răng này này đẹp nhỉ, cười hở răng xong là trông dễ thương. Nhưng mà khi người đó chết nên bảo được rồi, mai cũng chết, tôi sẽ tặng cái bộ hàm răng này, có nhận không? Cứ khen là đẹp xong nhắm nhận. Bản chất của răng nó là như thế, nó là bất tinh, răng là bất tinh. Thấy luôn cái sự thật bất tinh của răng thì cái người đó là cái người tỉnh giác. Da thì cái người ta thường hay có tham ái với da mà hay phải mất rất nhiều thời gian công sức để chăm sóc cho cái làn da nó mịn màng, rồi là sinh ra cái tưởng là da là đẹp. Nhưng mà thực ra thì da nó giống như một cái vỏ, cái vỏ cây nó sần sàn sần sùi. Thì bây giờ mình dùng trí tuệ mình quán cái da như thế, giống như là một cái mặt nạ, giống như là cái vỏ nó bẩn như thế, giống như là da cóc nó sần sùi sần sùi như vậy, để thấy nó ghê ghê về cái da này thì sẽ hết tham ái với da. Thì thịt bất tinh, thịt bất tinh, có ai tham ái với thịt không? Ai mà tham ái với thịt thì mình cứ hay chăm sóc cho nó béo lên, béo lên để cho nó có thịt, có xương. Thì nó có thịt thì bây giờ sẽ phải quán dưới cái lớp da này là một cái mỡ thịt, thịt thì đỏ ao ao, một bầy thì tối đỏ ao ao. Tham ái rồi lại cuốn quýt nhau, vua Trần Nhân Tông có cái hơn lại là một vua Trần Nhân Tông cũng đã cộng như vậy.
thơ của Trần Thánh Tông. Đấy, thật rõ như vậy. Gần bất định này. Đấy, người có những cái lúc gần này, gần từ ngón chân này, dằn lên trên này. Đấy, gần nhìn nhau các cái hệ thống xương này, kết nối các cái, giống như những cái dây nó kết nối những cái khớp xương này với nhau. Để một cái người quán thể thấy ra được cái trong thân này nó có cái gân, có những cái đường gân bất định, xương, xương giống như một cái nhà mà phải có một cái hệ thống khung. Như ai đó mà xây nhà mà đổ cái hệ thống các cái cột kéo, sau đó thì mình xây tường thì sẽ thấy được cái thân con người nó giống y như vậy. Cũng có những cái cây cột trụ này, có những cái cây cột ngang này, có cái hoành này, có tất cả những cái đốt xương ấy kết nối với nhau thì nó nâng đỡ cái thân thể này. Cái người đó quán xương bất tịnh để hiểu ra được cái trong thân này nó có cái bộ xương, và cái bộ xương này khi nó ẩn trong thân thì mình cứ nghĩ là thân đẹp, thân biệt, thân đẹp, thân xấu, nhưng mà khi nào mà gắp hết thịt đi rồi đem ra so sánh thì xương nào cũng như nhau, mất đi cái tính đẹp xấu, tùy bất tịnh, tùy trên não này thì mình tùy nằm ở trong xương, thận bất tịnh, hai quả thận nằm ở xương sống, tim, rồi là gan, thì là nách, phổi, đang có bệnh viêm phổi, ruột bất tịnh, những người mà quán về cái ruột bất tịnh thì vì đó sẽ phải quán là từng những cái khúc ruột, mà những cái khúc ruột này nó giống như là một đàn rắn nó nằm ở trong một cái ổ, một cái đàn rắn nó nằm ở trong một cái máng, thì cái bụng của mình nó càng to thì là ở trong đấy càng nhiều rồi những cái khúc ruột nó to, giống như là những cái ổ rắn đó, những cái khúc ruột nó tròn chính như con rắn nằm ở trong bụng, nằm cuộn tròn ở trong đấy, và trong đấy thì toàn là phân, toàn là thức ăn đã tiêu hóa và chưa tiêu hóa. Ở trong đấy là cái chỗ mà có rất nhiều tun xám sâu bọ, nó bò lốt ngốt ở trong đấy, nó sinh con đẻ cái ở trong đấy, nó ấp trứng ở trong đấy, nó nở ra trong đấy, nó chết đi ở trong đấy, nó ăn ở đấy, nó đi vệ sinh ở đấy, trong bụng, trong ruột của mình nó là như vậy. Để mình thấy rằng là cái thân của mình nó vừa là một cái nhà bếp, nó vừa là một cái bữa ăn, cái nhà ăn, nhà ăn cho dương sám đấy, nó là vừa cái nhà khách ăn, nó vừa là cái nhà khách ăn xong mà nó tụ tập lại với nhau, nó cũng đàm tiếu với nhau ở trong đấy, ăn xong rồi nó lại vừa là cái nhà vệ sinh, nó đi vệ sinh ở trong đấy, nó vừa là nghĩa địa trong đấy, tổng thể trên thân mình là đầy đủ hết, thiếu một cái gì xã hội thu nhỏ nằm ở trong bụng. Màng ruột bất tịnh, nhìn nhìn nhau và bây giờ có phanh bụng ra trong có xe hộ, màng ruột bên trong này, bao tử bất tịnh bên trong bao tử ấy, trong bao, đây là cái bao tử ở đây, ở trong bao tử này nó có mấy con giun nó đang ăn này, giun to. Đấy, người ta soi, người ta dùng máy soi, người ta soi hẳn vào trong dạ dày, nhìn thấy những con giun to như cái đũa này, ăn thức ăn ở trong đấy, vật thực chưa tiêu hóa, đây thức ăn này nó ăn vào đây nó rơi xuống bao tử, vật thực chưa tiêu hóa, bắt đầu nó tiêu hóa nó chui ra ngoài. Lúc đó ở trên này thì nó sạch lắm, nhưng mà khi nó xuống dưới này là hết sạch. Phân bất tịnh, đấy, khi mà xuống đến ruột già, hết ruột non đến ruột già là nó rất là bẩn, ối tha. Trong thân mình là nó có những cái này. Thế thì cái quán là quán như vậy, quán để mà thấy cái sự bất tịnh ở trên thân, mà quán kỹ như thế, não bất tịnh, rồi mật, mật, rồi đàm. Đàm là những cái nước mà nó ở trong bao tử này, nước đàm này, khi ăn vào một cái là có những cái nước đàm nó sẽ phủ những cái thức ăn đấy, cho nên là khi mình nói nó mới không bốc cái mùi hơi ở trong bao tử này đi. Nếu mà cái người nào mà bị khô đàm ấy, khi
nói ra một cái là bắt đầu cái mùi của cái thức ăn này nó bốc ngược lên trên, nó phát ra và nó sẽ có một cái mùi, một cái mùi nó rất là hôi. Vậy bên trong này có đàm, cho nên đàm, đàm nó phụ thức ăn, đàm nó tịnh mủ. Khi mình có những cái vết thương thì nó tạo ra thành mủ trên thân, máu và trên thân này có những cái mạch máu ni ti, mạch to mạch nhỏ đều có hết. Và những cái đường, những cái mạch máu này nếu mà được nối lại với nhau thì nó có thể nó có một cái chiều dài đến 96.000 km². Cái mạch máu nó dài như vậy, chi chít ở trên thân này, chỗ nào cũng có mạch máu, cho nên là chích vào cái chỗ nào ở trên thân này nó cũng bị chảy máu ra, bởi vì các cái mạch máu nó quá nhiều, cái mạch máu nó dẫn đi như thế. Và cái máu đấy có thể cuốn được hai vòng của trái đất. Mạch máu là nối lại nó dài như vậy. Cái thân của mình nó còn có một cái hệ thống là mương ngòi còn hơn cả trái đất này. Mồ hôi mình làm việc toát mồ hôi ra thì mồ hôi đấy là bất tịnh, mỡ bất tịnh. Người nào béo thì sẽ trong người bên dưới lớp da sẽ là một cái lớp mỡ, càng béo thì càng nhiều mỡ, mỡ nhiều thì sẽ béo phì. Người nào mà càng ăn nhiều thì sẽ càng béo, càng béo thì mỡ càng nhiều. Thì trong thân mình nó có những thứ bất tinh, mỡ nước thì nó chảy ra ngoài, nó làm cho rứt da, thấy nó mỡ, cái mồ hôi mà nó giống như mỡ ấy, mỡ nước, cái nước mắt. Nước mắt khi mà mình buồn phiền một cái gì đó khóc lên ra, rồi là nước mũi, nước mũi thò nò ấy. Thế thì bây giờ quán như thế trong tâm này nó có cả nước mắt, cả nước mũi, nước miếng. Thế là những cái lúc mình ngủ ấy, nước miếng nó trào ra ngoài, nước khớp xương, khớp xương này có nước, nước tiểu. Đấy, bây giờ nếu mình mà nói bây giờ trong bằng cái này, cái nào là ta? Bây giờ tôi, thân này là của tôi, bây giờ mổ xẻ ra mà thế nước tiểu là tôi hả? Có phải nước tiểu là bạn không? Không, không phải. Cái nước khớp xương này có phải là bạn không? Không. Nước miếng này có phải là bạn không? Không. Nước mũi này có phải là không? Không. Thế bảo cái thân này là tôi, thế bây giờ đưa cái gì ra cũng chối, là không có cái gì là của tôi cả. Như vậy thì từ trước đến giờ mình nhận cái gì làm ta, mình nhận cái gì làm ta, nhận tóc làm ta. Vậy thì bây giờ mình yêu cái thân là mình yêu cái gì? Yêu cái thân này là yêu cái gì? Yêu tóc hay là lông hay móng hay răng hay da hay thịt gân xương tủy thận kinh gan nã nách phổi hồn màng? Trong cái đấy là mình yêu cái gì, hoặc là mình ghét một người nào đó. Bây giờ mình sẽ mổ xẻ chia sẻ ra, mình ghét người đó là mình ghét cái gì? Ghét tóc à? Hay là ghét móng, lông, móng, răng, da, thịt gân, xương tủy thận, mình ghét cái gì? Thế bây giờ chia sẻ đưa cho mình một cái thân phần nào đấy của người đấy vào đây, ghét cái gì? Thì mình cũng không tìm ra được. Ồ thế từ trước bây giờ mình yêu, đã yêu cái gì nhỉ? Mình ghét người ta là ghét cái gì nhỉ? Mình thấy cuộc sống nó có vô lý không? Mình chia sẻ ra một cái thấy cái tâm lý nó đã thay đổi hoàn toàn rồi. Đấy là chia sẻ tương đối, còn cái hướng tuyệt đối thì nó còn khác nữa. Ngày xưa có một cái câu chuyện là một vị thị giả của Đức Phật là ngài Ananda. Ngài Ananda một hôm ngài đang đi phân tử thì đến một cái bờ giếng, thấy cô gái này, cô ấy đang múc nước ở dưới giếng ấy. Thì ngài Ananda đang xin một bát nước, và này cô gái cho tôi xin một bát nước. Đấy, thế là cô này cô lấy gầu cô múc, cô đổ đầy một cái bình bát, sau đó cô uống nước lên, cô nhìn thấy ngài mặt cô sao có người đàn ông đẹp trai quá. Thế là cô này cô ấy còn cô đi theo, cô đi theo ngài Ananda, cứ đi đâu là cô đi đó. Thế ngài Ananda này thấy ái ngại, thấy có cái gì đó không được ổn, là ngài đi thẳng về tịnh xá và đi đến chỗ Đức Phật.
Tại vì cô này cô cứ nhõng nhẽo đi đằng sau, cô cứ đi theo, lại đi lúc nào theo lúc đấy. Xong là đến lúc là ngày đi vào chỗ Đức Phật, thế là Đức Phật mới hỏi là cô gái kia tại sao lại đi theo Anan, đi theo Anan của Đạt. Nên là cô gái này mới nói là thưa ngài, con yêu ngài Anan, con thấy ngài là con bị cuốn hút theo, con không thể nào mà không từ bỏ được, nên là con phải theo ngài. Nên là lúc đấy thì Đức Phật mới hỏi là thế bây giờ ngươi yêu cái gì ở Anan, yêu cái gì của Anan? Là thưa ngài, con yêu mắt, con mắt của ngài rất là đẹp. Thế là lúc đấy trong con mắt thì nó có kèn, ngươi có yêu được cái kèn mắt không? Mà không, mắt đỏ. Con yêu tai của ngài, ngài có cái tai đẹp. Thế mà trong tai thì nó có cái dãy tai, thì có yêu cái dãy tai không? Ngài ngắt đầu không? Rồi con yêu cái mũi của ngài. Thế mà trong mũi thì nó có nước mũi, có yêu không? Không. Yêu cái miệng mà trong miệng có nước miếng, có yêu được không? Không. Thế thì lúc đấy nói những cái gì cũng không yêu được nữa. Thế là cô này cũng tỉnh ra được một phần. Thế lúc đấy Đức Phật mới dùng cái thần thông làm cho cái cô này, cô ấy thấy được cái thân người bất tinh của Đức Phật, dùng cái thần thông của mình làm cho cái cô này cô chảy nước mắt này, chảy nước mũi này, chảy rãy tai, chảy nước miệng này, làm cho cái thân thể nó có mùi hôi nồng nặc này. Tự nhiên cô ấy cảm thấy kinh sợ. Thế lúc đấy cô ấy mất luôn cái tâm yêu luôn, và cũng ngồi xuống để Đức Phật mới thuyết pháp cho, và sau khi nghe pháp cũng đắc đạo luôn. Nên sau cái câu chuyện này, sau này người ta mới dựng lên thành cái câu chuyện gọi là Ma Đăng Già. Cái cô gái này có tên là Ma Đăng Già, Ma Đăng Già đi theo ngài An Nam. Thì sau đó ở bên Đại Thừa mới phát triển lên thành cái bộ kinh Năng Nghiêm, có cái câu chuyện là có cái bài thần chú Năng Nghiêm để cứu ngài An Nam thoát khỏi cái bẫy ái tình của cái chú thuật của Ma Đăng Già. Thế là phát triển lên. Còn cái câu chuyện gốc thì chỉ có một chút xíu vậy thôi. Cô gái đi theo ngài An Nam về, sau đó là Đức Phật cảm hóa và thuyết pháp khiến cho cô ấy đắc đạo, sau đó đã đi xuất gia trở thành một vị Tỳ Kheo Ni. Thế thì cái người mà không có cái trí tuệ thì sống với cái tưởng, tưởng rằng đẹp, nhưng mà vì đấy lại không thấy được cái xấu trong cái đẹp, tưởng rằng nó là thanh tịnh mà lại không thấy được cái bất tịnh trong cái thanh tịnh đấy. Vậy còn cái người mà có trí tuệ thì là cái người đấy thấy được cái sự thật, thấy được cái sự thật của cái thân này, cái sự thật của cái thân này là không có cái gì nó đẹp, cái gì nó cũng bất tịnh, không có cái gì là thanh tịnh cả. Khi mổ xẻ chia sẻ nó ra thì không tìm thấy cái thanh tịnh đâu, chỉ thấy cái bất tịnh thôi. Vậy là quán thân thì thấy được cái bất tịnh là thế. Thế người mà muốn thực hành cái pháp thiền này thì phải học thuộc lòng các khái niệm, thuộc lòng khái niệm theo hai chiều xuôi ngược, hai mươi phần thuộc địa đạo theo năm nhóm, tóc lông móng răng da thì vị ấy cũng phải thuộc lòng da răng móng lông tóc, vì nó phải học đi học lại từ tóc lông móng răng da, da răng móng lông tóc, thì gân xương thủy tận, tận thủy chu gân thủy kim gan nan ách của đủ và tận thì cũng phải vượt phổi lá lách can thi. Cứ thế mà đọc xuôi, đọc xuôi thuộc trên khái niệm rồi, sau đó thì mình mới thực hành được ở trên cái sức quán ở trên thân. Mặt đàm mù máu, mồ hôi mỡ, nước bưng thơm nước tiểu, thì đầu tiên là phải nói về thuộc lòng như vậy. Thuở xưa thì có những cái vị đã học và thuộc lòng các cái đại tạng kinh luận luận, tức là có những vị tam tạng, và khi vị đó thuộc lòng về pháp học rồi muốn đi thực hành pháp hành, các vị ấy tìm đến một vị thiền sư, và vị thiền sư đã dạy các vị ấy cái pháp quán về 32 thể trưởng, và cái vị thiền sư đó yêu cầu các vị này phải học cái khái niệm, học trên khái niệm này liên tục trong 3 tháng, trong 3 tháng mùa mưa thì có học xuôi học ngược. Thì các vị đó học xong rồi mới bắt đầu mới quán, học trên khái niệm xong rồi bắt đầu mới quán này. Tóc thì trí tuệ vị đó phải hướng cái tâm lên trên đầu, thấy hình dung ra cái bông tóc, đâu phải hướng cái tâm sắc toàn thân, thấy đâu trên toàn thân, móng
da da đang máu động tóc quan đi quan lại như thế, thịt gân xương thủy thận thủy tương gân thủy cơ quan như thế, quan ngược quan xuôi quan ngược như vậy. Thế thì vì đó cứ quán như vậy thì bước đầu tiên nó sẽ đắc định, nó sẽ đắc được đến tận hành định. Nếu như vì đó cứ quán chung chung cả 32 thân phần như vậy thì nó đắc đến tận hành định. Khi đó mình đó muốn đắc an chỉ định thì nó chú trên một cái, thì đó chú vào một cái tóc, chú liên tục ở trên đấy vì nó sẽ đắc được sơ thiền. Nó móng ra chú trên từng cái một thì nó sẽ đắc được sơ thiền. Vì nó muốn đắc các tầng thiền cao hơn thì vì đó chú vào cái màu của tóc, thì vì đó sẽ đắc được ca si ná đen, vì đó sẽ đắc được sơ thiền nên nhị nên tam nên tứ thiền. Vì đó chú vào cái da hoặc cái mỡ hoặc cái răng thì đó, hay là cái xương thì nó chú vào cái màu trắng thì vì đó ca si ná trắng, vì đó chú vào màu đỏ của máu thì đắc được ca si ná đỏ của máu, vì đó chú màu vàng của phân lên nước tiểu thì đó sẽ đắc được ca si ná vàng nước tiểu. Thế đấy là từ cái pháp quán ba hai thể trường này thì nó sẽ thực hành được rất nhiều các thiền quán khác. Thế sau đó vì đó có thể thực hành các cái thiền tứ đại, rồi vì đó phân tích ra các cái hạt sắc ở trên các cái thân phần này, thiên sắc học thuộc lòng trên ngôn ngữ đọc đa tiếng, học thuộc lòng ở trong tâm, đọc nhầm ở trong tâm, và mỗi thân phần phải biết rõ màu sắc, thấy rõ hình dáng, phải thấy rõ phương hướng của nó, thấy rõ chú xứ hay là vị trí của cái thân phận đấy, và thấy rõ giới hạn hay ranh giới của các cái thân phận đấy. Thì đó phải học một cách thiện sản như vậy thì vì đó quán chiếu nó mới có cái uy lực, nó mới có cái năng lực và nó mới có thể đoạn trừ được những cái phiền não tham sân si ở mức độ cao, cái trí giác ngộ nó mới mạnh. Đọc đầu tiên là đọc ra tiếng, sau đó đọc nhầm vào trong tâm 32 cái đấy. Sau đó biết rõ màu sắc, cái tóc nó có màu gì, răng nó có màu gì, móng nó có màu gì, da thịt xương, mỗi một cái nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau thì nó không được lẫn lộn. Hình dáng của mỗi một cái nó có cái hình dáng khác nhau thì nó không được lẫn lộn. Phương hướng nó nằm ở trên hay ở dưới, tức là từ rốn là lên đầu là hướng trên, từ rốn trở xuống là hướng dưới, thì đó phải biết rõ được cái thân phận này nó ở cái vị trí nào, chú xứ của nó, giới hạn của nó từ đâu đến đâu. Ví dụ một cái tóc này nó từ chân tóc đến ngọn tóc, mà chân tóc phải nằm sâu ở trong da mà nửa hạt tóc, vì đó phải thấy rõ điều đấy. Cái răng ấy thì nó cũng có chân răng đến ngọn răng, cái chân răng ấy nó phải nằm sâu ở trong cái lớp một phần, một nửa, cho nên một phần của cái răng nó nằm ở trong, một phần thì nó nhô ra ngoài, thì phải quán cả cái phần ẩn bên trong móng nó vẫn một phần ở bên trong, còn bên ngoài có thể thấy rõ cái thế giới hạn. Thì mỗi tất cả các thân phần nó đều có như vậy, nó đều có màu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn như thế, nó quan sát được như vậy. Sau đó vì đó thực hành thiên sắc, sự chú tâm, vì đó thực hành quán thứ tư không bỏ sót, tức là từ tóc cho đến nước tiểu, thì nó phải quán rõ ràng tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân xương, thủy thận, tim, gan, lá mắt, cơ bụng bằng vân vân cho đến nước tiểu, từ nước tiểu quán được cái tóc, quán như thế không bỏ sót, quán không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Nếu khi quán là nhanh quá thì nó sẽ không rõ, chậm quá thì nó sẽ trì trệ và nó không thành công. Tránh phân tâm, không để tâm nam ra cái khác vượt qua cái niệm. Khi vì đấy quán đến một cái mức nó thuần thục rồi, vì đấy chỉ quán bằng cái nhìn, dùng cái tâm nhìn vào tóc, nhìn vào móng răng da, thì một cái nhìn thì đấy có thể thấy cả 32 thân phận trong một cái nhìn. Nếu một cái người nào thực hành vượt qua được khái niệm thì trí tuệ nó rất là sắc, và lúc đấy vị đó chỉ nhìn thoáng qua một cái thấy cả 32 thể trường mà không cần tác ý đến cái tên của nó nữa, vì đó nhìn chung một cái luôn, nhìn nhoáng một cái thấy một người này là 32 thể trường, nhìn nhoáng sang người kia là thấy rõ 32 thể trường mà không cần quan tâm đến cái tên của nó, của các thể trường đấy. Đó là bỏ qua được khái niệm, bỏ qua đối tượng không rõ, cái khía cạnh nào không rõ thì bỏ qua, định từng phần, tập trung trên từng thân phận để đạt đến sơ thiền với từng thân phận một. Đấy là cái thiện sản.
thực hành theo bài kinh Tam Thượng Tâm Kinh. Thì khi ông chuyên tu Tam Thượng Tâm Kinh thì quả ta nghĩ đến ba tướng định tinh tâm sạch. Nếu ta nghĩ đến định thì tinh tâm đại đại, nếu ta nghĩ tinh tâm thì đạo cử, nếu ta nghĩ đến sạch thì không đúng mức. Thì còn ta nghĩ đến định, thì còn ta nghĩ đến tinh tâm và thì còn ta nghĩ đến sạch, thì tâm sẽ trở nên vô biên và dễ sử dụng. Thế nên trong lúc quán cái pháp này thì có thể thấy có những lúc thì phải định, có lúc để, tức là có những lúc để có tâm tĩnh lặng, có lúc để tinh tấn và có lúc để giữ tâm thản nhiên. Và giống như là một cái người luyện vàng soạn một cái bệ lò, đốt lò và đổ vàng và thôn để luyện thì khoảng thì ấy phải thổi cái lò thì khoảng tưới nước thì khoảng canh chừng. Thì cái người mà thực hành cái thiền quán ba hai thì trường vận, có lúc mình phải tinh tấn, có lúc mình thản nhiên, có lúc thì mình định tĩnh, thì mình sẽ đạt được cái định thiền ba hai thì trường. Thực hành bài này theo kinh Bát Mẹ, chế ngữ tâm tinh tấn, chế ngữ tinh tấn, khi cần tinh tấn, khích lên tâm thì cần khích lên, nhìn tâm với tâm sáng, quyết định tâm đạt được tâm thượng tâm, có bốn chứng đắc niết bàn. Còn sau pháp này mình chỉ theo có thể chứng đạt được sự mát mẻ tối thượng. Đấy là những cái cách để tu tập 32 thể chưa vậy. Thiện thảo về tất giác chi, khi tâm thu động thì ta nghĩ đến ba giác chi là chánh pháp tinh tấn ý. Khi tâm ở phần chật quá thì ta nghĩ đến ba giác chi là kinh an xả và định, giữ chánh niệm trong tất cả các trường hợp. Thì đấy là vì nó quân bình được cái tâm như vậy thì mình nó thực hành. Tu tập ba hai thể trường sẽ đạt được cái nam gì, quán ba hai thể trường ấy khi ấy sẽ đạt được cái cận hành, chú tâm trên mỗi thân phận đạt được nam gì. Còn nếu mà muốn chứng đắc chánh trí và chứng ngộ niết bàn thì phải quán được các cái sắc chân đế ở trên các thân phận đấy. Ví dụ khi vị ấy quán tóc, trên tóc vị ấy phải có quán được các thân tịnh sắc, có sắc giới tính, có sắc mạng căn, có sắc độ tâm sinh, có sắc độ tuổi tiên sinh, có sắc độ thực sinh ở trên cái sợi tóc đó. Vậy trên một thân phận như tóc còn có năm ba sắc, các thân phận còn lại thì cũng tương tự như thế. Trên mỗi một cái thân phận đó, nó có cái thân tinh sắc ở trên đó, cái sắc thần kinh thân nó có khắp toàn thân, thậm chí ở trên tóc của mình nó có cái thần kinh thân và cái sắc giới tính. Cho nên là trên cái tóc của mình nó có giới tính, cho nên cái tóc của người nam sẽ khác cái tóc của người nữ. Ví dụ tóc của người nam nó sẽ rất là cứng, nó không có mềm mại như tóc của người nữ, thì cái giới tính nó cũng đã nó đang có sẵn ở trên cái tóc đấy. Rồi là có sắc mặt căn, khi mà cái tóc nó còn ở trên đầu thì lúc đấy nó có sắc mặt căn, nhưng mà khi mà cắt nó rời ra một cái là nó biết. Khi mà cái tóc nó còn ở trên đầu nó có 6 loại sắc, nhưng khi mà mình cần kéo mình cắt nó ra một cái nó chỉ còn lại mỗi sắc tùy nhiên, tất cả các sắc này nó bị cắt lìa hết. Thân tịnh sắc, sắc giới tính, sắc mạng căn, sắc tâm sinh và sắc độc thực này nó mất luôn, nó còn lại mỗi sắc tùy nhiên. Nhưng khi nó còn dính ở trên đầu thì nó đầy đủ hết các sắc sắc. Thế là quán ở cái mức độ quán về các cái pháp chân đế thì sẽ quán được cái tính sinh khởi trên thân, cái tính đoạn diệt ở trên thân, cái tính sinh khởi và đoạn diệt ở trên thân, tức là quán được cái sự vô thường của vô ngã ở trên cái thân đấy. Thì vị ấy sẽ đạt được chánh trí và chứng đến giác ngộ niết bàn. Cho nên là vị ấy sẽ sống không đương tượng, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Thì cũng tương tự như thế, thì vị ấy quán được như vậy vô thường của vô ngã, vì vậy thì ai sống không nương tựa chấp trước và gì trên đời. Thế tại sao này? Thế nào là không nương tựa không chấp trước và gì trên đời? Thì thân là một cái vật chất rất là quý báu hơn cả các vật chất khác trên đời, nhưng bản chất của thân tồn tại rất là ngắn ngủi, đau khổ và giận dạng. Vì vậy thân này không đáng để nương tựa, không đáng để chấp trước. Đến cái thân còn không thể nương tựa không chấp trước được, cũng chi là những thứ khác ở trên đời. Không thể nào nương tựa mà không thể nào chấp trước mọi thứ khác ở trên đời. Thứ ở bên ngoài kia không có ý nghĩa gì nữa. Vì thế người nào đã từng quan sát thân để đạt được chánh trí, vì ấy sẽ sống không nương tựa không chấp trước.
Thế cái sự khác nhau với một cái người mà sống khó nương tượng và chấp trước mọi thứ ở đời với một người không nương tượng và không chấp trước mọi thứ ở đời nó sẽ khác nhau như thế nào? Chấp trước mọi thứ ở đời khác nhau như thế này, một cái người mà sống nương tượng và mọi thứ trên đời đó là những người vô vọng phàm phu, tức là những người không được nghe đạo pháp, tức là không nhất kiến các bậc chân nhân, không được nghe giáo pháp và thực hành giáo pháp, nên họ sống với tưởng chi sai lầm, cho rằng mọi thứ trên đời là có thật, là thường đạt ngã tịnh, nên họ sống nương tựa và chấp trước mọi thứ trên đời, tức là mọi thứ cứ nghĩ là mọi thứ trên đời là nó sẽ tồn tại mãi, trong khi nó không có tồn tại như thế. Mình cứ tưởng mọi thứ trên đời mình tưởng là vui nhưng thật ra nó là khổ. Mình cứ nghĩ là cái này là của tôi, là của tự ngã của tôi, mình chấp thủ nó, nhưng mà thật sự ra thì nó lại không phải là của mình, mà mình không làm chủ được nó. Giống như cái thân này là cái mình cứ nghĩ là thân của mình nhưng thực sự ra nó không phải là của mình, mà vì mình không làm chủ được nó, vì nó già mình không làm cho nó trẻ lại được, nó bệnh mình không có làm cho nó hết bệnh được, nó chết mình không làm cho nó sống mãi được, đấy là mình không làm chủ được nó. Do tâm trí si mê không hiểu biết chân tướng các sự vật cho cái giả là cái thật, nên bị tham sân hận khổ đau chi phối và chìm đắm trong dòng luân hồi sinh tử. Vì vậy cần phải hành thiền để mà thấy ra được cái sự thật, phải quán thân thì thấy ra sự thật ở trên thân để phát triển cái trí tuệ. Đấy là cái người mà muốn thấy được cái sự thật thì phải hành thiền. Trẻ em thì có hành thiền nha, trẻ em đâu hết đấy. Trẻ em này tập thiền này, để quán thân trên thân này, quán ba hai trên trường này, hành thiền, tinh tấn hành thiền như thế để quán thân trên thân này, thanh niên phải hành thiền đó, thanh niên phải tích cực hành thiền, thì đỡ bị những cái ảo tưởng nó chi phối, trí tuệ nó sản sinh, cái chánh trí nó phát sinh, cái tà trí nó yếu đi, thanh niên là trí tuệ nó đang phát triển mạnh, và tiếp thu những cái pháp tăng trưởng phiền não, những cái pháp mà nó làm cho tà kiến nó tăng trưởng, thì sau này cái trí tuệ đấy rất là khó tu tập, mà được phát triển những cái học được cái chánh pháp để phát triển cái chánh trí, thì sau này những cái tà pháp nó khó thâm nhập. Còn là để cho những cái tà kiến nó thâm nhập vào rồi thì sau này thì chánh kiến nó rất là khó thâm nhập. Nên là thanh niên phải tích cực hành thiền, người lớn không quên hành thiền đâu, lớn tuổi trung niên này hành thiền, ở đâu này được, ngồi gốc cây cũng được, ngồi ngôi nhà trống cũng được, ngồi trong phòng cũng được, ngồi ngoài trời thanh vắng cũng được. Người già phải gấp rút hành thiền, già đâu có bạc cơ rồi mà vẫn còn hành thiền đấy, ông thủ tướng Ấn Độ còn lên tâm trên núi tuyết hành thiền, ông chụp ảnh về cho người ta còn là một phiếu cho ông chúng cử. Hành thiền để quán chiếu các cái pháp như vậy. Cái bài hôm nay là học về niệm tâm là niệm oai nghi, niệm oai nghi với niệm về bản hai thể chuẩn để mà thấy ra được cái bản chất thật sự của thân. Cái thân này nó là tứ đại đất nước lửa gió, thì cái tứ đại đấy nó luôn luôn có cái tính sinh lên và diệt đi, thì cái gì nó sinh lên và diệt đi nên nó là vô thường, cái gì là vô thường thì cái đấy là khổ, đây là khổ thì cái đấy là vô ngã. Thì đấy luôn luôn tác ý như vậy, quán sát như vậy để không nương tựa, không chấp trước vào cái thân này, và mình phải biết đi tìm một cái nơi an ổn khác, đó là đi tìm đến niết bàn. Niết bàn là cái nơi an ổn, phải có cái khuynh hướng niết bàn, tầm cầu niết bàn, cái tâm mình phải hướng đến niết bàn, tức là luôn làm cái việc gì ước nguyện là mong chứng ngộ niết bàn để giải thoát ra khỏi cái khổ đau sầu bi não. Đấy thì có niết bàn thì mới là một cái nơi an ổn nhất, mới là một cái pháp để cho mình tương tự.
tượng lâu dài nhất. Còn là tất cả những cái pháp hữu vi khác thì nó sinh diệt liên tục, nên là nó không phải là cái chỗ mình nương tựa được. Hết cái bài pháp về niệm Ma Di với niệm Bà La Thị Chuẩn. Itam me punya,